quy trình để tạo ra trà thanh lọc cơ thể Coba Trà, sản phẩm hỗ trợ đề tóc cơ thể, thanh nhiệt, lợi tiểu, thải mỡ kỳ này của nhà Nguyễn Huỳnh Như sẽ diễn ra như thế nào? Mời mọi người theo chân Như nha! Mọi người biết không, xu hướng sử dụng các sản phẩm làm đẹp hỗ trợ cho cơ thể với xuất xứ từ thiên nhiên là xu hướng được nhiều người tin dùng, đáp ứng được nhu cầu đó của mọi người, như đã cho ra đời sản phẩm trà thanh lọc cơ thể Coba Trà. Và hôm nay, đích thân Như có mặt ở vùng nguyên liệu sạch để cùng các cô bác ở đây tiến hành thu hoạch những nguyên liệu này đó mọi người. Mọi người thấy không? Hiện tại cô chú đang thu hoạch cho Như đó mọi người. Lần đầu tiên được hái cái lá trà xanh rất là tuyệt vời luôn đó mọi người. Như đã chính thức thu mua vùng nguyên liệu này để có thể cho ra đời những cái sản phẩm mà tự nhiên nhất, lành tính nhất gửi đến cho tất cả mọi người đó. Phải gần 6 tháng Như mới có thể tạo ra một cái sản phẩm mà nó vừa tự nhiên, nó vừa lành tính, lại có cái công dụng là có thể đào thải được mỡ thừa ở vùng hai cánh tay bắp đùi cho chị em nhà mình. Thật sự đây là một cái điều mà Như cảm thấy vô cùng tuyệt vời. Mong là chị em sẽ đón chờ sản phẩm lần này và cũng như đón nhận nó nha. Đó, cô chú đang làm rất là nhiệt tình luôn. Tại vì hằng ngày là cô chú phải hái những cái lá trà xanh này để giao đến cho Như đó mọi người. Cuối cùng thì cũng thu hoạch xong nguyên liệu trà xanh rồi. Bây giờ mời mọi người đi cùng Như thu hoạch nguyên liệu sạch thứ hai của trà thanh lọc cơ thể Coba Trà nha. Băng qua cánh đồng là chúng ta tới nơi rồi đó mọi người ơi. Đó là khu vực đầm sen. Nhưng hôm nay chúng ta không hái hoa, cũng không quan tâm tới hạt sen nha mọi người. Vì nguyên liệu thứ hai trong trà thanh lọc cơ thể Coba Trà chính là lá sen. Mọi người biết không? Lá sen á, chính nhờ vào hàm lượng calo và cũng như chất xơ trong lá sen á, khi mà mình nấu lên thì nó lại có một cái điều rất là tuyệt vời, đó là nó làm cho cảm giác rất là no lâu và giảm cảm giác thèm ăn, từ đó làm giảm mỡ bụng và lấy lại vòng eo thon gọn cho chị em phụ nữ. Và điều này đã được y học cổ truyền công nhận nha mọi người. Cho nên là trong trà thanh lọc cơ thể Coba Trà lần này chắc chắn không thể thiếu nguyên liệu, đó là lá sen. Và thật sự Như rất là tự hào vì trong sản phẩm nhà Như, những thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên, vô cùng lành tính và an toàn đến cho chị em phụ nữ. Và sau tất cả các khâu sản xuất thì đây là bước cuối cùng để cho ra đời thành phẩm trà thảo dược Coba Trà. Mọi người theo chân Như nha. Xin chào mọi người, thì Như đang chuẩn bị tiến vào phòng sạch. Và phòng này thì chúng ta phải trang bị đầy đủ những cái trang phục để bước vào. Và phòng này là phòng chuẩn bị khuấy nguyên liệu nè, đóng túi ship. Cho nên tất cả đều phải đảm bảo chuẩn chỉ sạch để đưa đến người tiêu dùng nha mọi người. Rồi mời mọi người theo chân Như nha. Mọi người biết không, sau khi thu hoạch tất cả các vùng nguyên liệu sạch thì chúng ta sẽ được cho vào máy, trộn đều các nguyên liệu lại với nhau theo công thức của trà thanh lọc cơ thể Coba Trà, không thêm bất kỳ một hóa chất phụ gia nào để đảm bảo cực kỳ sạch, an toàn và thuần thiên nhiên cho tất cả mọi người. Và đây là thành quả, những chiếc túi lọc trà bé xinh đã ra đời để chờ đến các bước đóng gói tiếp theo. Và đây là một trong những cái công đoạn cuối cùng cho ra thành phẩm cái sản phẩm trà thảo dược Coba Trà nha mọi người nha. Và trước khi thành phẩm thì chúng ta sẽ dán tem chống giả để bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng. Thì đây trên hộp sẽ có hai mẫu tem chống giả được dán kèm. Khi mọi người nhận hàng nhớ kiểm tra hàng để tránh mua nhầm hàng giả hàng nhái. Và trên sản phẩm đều có số lô, ngày sản xuất, hạn sử dụng, quy cách bao bì đúng chuẩn theo quy định nha mọi người. Và khi mà mỗi sản phẩm cho ra đời thì Như luôn luôn có kèm những cái giấy phép đăng ký rất là rõ ràng, từ nguồn gốc xuất xứ cho đến kiểm định sản phẩm. Và sản phẩm này thì hoàn toàn từ thiên nhiên cho nên mọi người có thể hoàn toàn yên tâm. Và bây giờ thì nó đã có mặt trên thị trường rồi. Mong là mọi người hãy ủng hộ sản phẩm trà thảo dược Coba Trà, lấy lại vòng hai thon gọn, bắp tay to, đùi to, tạm biệt từ đây nha. Rồi, cảm ơn mọi người. Và sản phẩm lần này là Như đã trải qua nghiên cứu gần hơn 6 tháng, đắn đo dữ lắm mới dám ra mắt đó mọi người. Tại vì muốn ra mắt cũng không phải là đơn giản và dễ dàng. Và Như luôn luôn cho ra mắt tất cả các dòng sản phẩm theo quy trình khép kín nhất và đảm bảo chuẩn chỉ an toàn gửi đến cho tất cả mọi người. Vì Như hiểu rằng khi mọi người sử dụng vào bên trong cơ thể thì nó rất là quan trọng. Cho nên khi máy móc đầu tư cho tất cả nhà máy, Như đều đầu tư hết sức có thể. Và mọi người an tâm nha, đặc biệt là còn
còn tặng kèm một kem tan mỡ cao gừng nè, tặng kèm một quần sinh nhiệt định hình và còn tặng kèm một phiếu cào may mắn khi mua kèm mỗi sản phẩm nữa. Mua một mà tặng kèm tới 3 sản phẩm cho đợt sản phẩm lần này, chưa bao giờ mà Như tặng kèm nhiều đến vậy luôn á. Bây giờ khi ra mắt rồi thì tự tin thở phào nhẹ nhõm luôn. Chị em nào có vòng hai to, bắp tai to, sau sinh có nhiều mỡ thừa thì bây giờ tự tin đến hết với Nguyễn Huỳnh Như nha. Kết hợp với đẹp dáng vị đào nữa là chân ái, mọi người thấy không? Quy trình sản xuất vô cùng khép kín, an toàn và lành tính luôn đó mọi người ơi.